sẽ đem về trồng ở trong nhà của mình nha. La la, ủa út, ông đang làm gì đó vậy? Ê. Gì vậy? Làm gì la ông sao đó? Tôi kiếm được cái bông mới nè. Bông mới của mèo đẹp lắm, đẹp lắm. Mèo cái bông đẹp lắm. Đúng rồi, Ông đứng đó hả? Có gì đâu, đứng đây có gì đâu. Ông làm cho biết trong này. Có gì đâu. Ông đang ở đây chơi làm gì ghê vậy hả? Trời ơi, thấy rồi chứ mày không thấy đâu, tại tôi không thấy thôi của ông mà, đúng không? Đúng rồi, của tôi mà mèo lấy thử cái coi tôi lấy cái kiếm kim cương là tôi phập mèo không mèo biết. Ủa mà cái đó là cái gì vậy? Trời ơi, kim cương tôi mới kiếm được, tôi lấy hàng rào tôi che lại nè, tôi sợ chìm panda qua chôm. Là tính ra là bây giờ ông đứng bảo vệ đóng kim cương đấy hả? Ừ. Tôi tưởng đang bảo vệ cửa đi ngục. Tao bao cửa đi ngục với mèo. Ôi da, đâu? Bảo vệ cửa đi ngục của mèo. Ai biết tưởng nó có gì thì ra nãy giờ. Kiếm lắm hả? Mới phát hiện ra có kim cương nè, để coi phải kim cương thiệt không? Tầm bậy nhé. Tầm bậy nè, nói phá bắt cái cửa của ta rồi. Thôi thử thôi chứ bảo nè, đã đó, làm gì ghê vậy? Ủa, dục cái nó rớt thì bẹp xuống đất luôn hết. Ừ nè, nó. Ê, bữa nay có gì chơi không? Có gì vui không? Có, tôi đang tính dùng kim cương đang chế tạo ra người máy điều khiển không dây á mèo. Người máy điều khiển không dây biết sao không? Nó có khả năng là bảo vệ mình đó mèo. Có miếng đồ ăn với hút. Nè, tôi ăn cà rốt thôi mà mấy nay ăn cà rốt cho sáng mắt ra mèo ơi. Ừ, đúng rồi đó. Mấy nay tôi cũng mỏi mắt quá trời luôn á. Ừ, chúng ta làm việc nhiều, chúng ta phải ăn cà rốt nhiều cho sáng mắt ra nè. Đó. Ông cho tôi chơi với coi, nay tôi không có gì chơi nè. À, mèo muốn chơi đúng không? Ừ, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mèo chế tạo ra người máy điều khiển có thể bay không dây được. Người máy điều khiển phải bay không dây hả? Ừ, là sao bay lên mà nó cần dây mình kéo là nó tự động nó bay á. Nó giống mấy con rơm đúng không? Đúng rồi mà nó có khả năng bắn ra laser để bảo vệ mình nữa mèo. Ồ. Vậy thì mình đã nói lắm. Mình nói là chế tạo ra con rơm có thể điều khiển từ xa đi là được rồi. Không, cái này mình đâu điều khiển nó đâu, nó là người máy tự động. Nó tự điều khiển nó hả? Ừ, nó đi theo bảo vệ mình luôn á. Đảo vậy. Thôi tôi đi chơi xuống địa ngục tôi chế tạo đi nha mèo, không giúp tôi. Cầm cúp lên nào. Rồi cầm cúp lên sao? Đi xuống địa ngục nè nó. À, mèo nó đào mấy cái này nè mèo ơi, đào anh địa ngục nè nó cắm lên nè rồi. Okay, anh địa ngục đây đào nào. Đào nhiều nhiều lên, đào nhiều nhiều lên mèo ơi. Anh địa ngục để đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lấy nhiều nhiều hành anh địa ngục mình nhiều ơi. Mình cần nhiều hành anh địa ngục á. Mình cần 1 cục là được rồi. 1 cục đó. Đó, ừ. Dữ hả? Mèo có nhiều rồi. Tôi có 4 cục đây rồi. Rồi vậy là chúng ta kiếm thêm nè nè đây. Nè quá trời nè. Trời ơi, hành anh địa ngục dễ kiếm mà đúng không? Đúng rồi, cái này nó dễ kiếm mà, đâu có khó kiếm đâu mèo nọ, thấy không? Tôi đào cho tôi làm thiệt nhiều, lấy thiệt nhiều luôn. Rồi tôi có đủ rồi mèo ơi, về mèo ơi. Hả? 1 cục hành anh địa ngục vậy mình làm được bao nhiêu con? À, mà 1 cục không làm được, 2 cục mới làm được. Ồ. Ừ, rồi xong về mèo ơi. Ôi, ra rồi. Rồi mèo. Bây giờ chúng ta cần phải đi kiếm thêm đá đỏ, đặng mèo biết không, đồ điện là phải có đá đỏ mới làm được. À, đúng rồi, phải có đá đỏ. Đúng rồi, mình phải đi tìm đá đỏ mèo ơi. Cái hang mới của mình ở. Không, cái hang đó tôi mới lắp lại rồi, cái hang không có gì hết trơn nè. Đá đỏ dưới này nè. Hôm trước tôi nhớ là trong đây còn đá đỏ nè mèo ơi. Đó, nè, xuống đây. Đá đỏ đây nè mèo. Ở đây nè. Nhớ là hình như là ở đây nè mèo ơi. Đâu. Ủa, quá trời đá đỏ luôn mèo ơi. Đó. Rồi. Đi mèo ơi, kiếm tiếp kiếm. Wow. Ủa, kiếm cương. Wow. Ủa, tại sao mình có cần kiếm cương hết? Cần sao không mà nội, cái đồ này á là mình phải làm cho nó cứng lên xíu mà mình cần kiếm cương. Rồi đi mèo ơi. Cái đống kiếm cương ở nhà có mất mới thì mình không lấy thì đi ra đây. Tôi quên. Tôi chuẩn bị kiếm cương sẵn rồi, thứ này đi lên nè. Giờ mình còn cần gì nữa không? Rồi mình đủ đồ rồi đó mèo ơi, giờ mình về mình làm thôi nè. Đủ rồi hả? Ừ, lên đi lên trước đi. Rồi vô. Giờ mình vô mình bắt đầu chế tạo ra người máy điều khiển không dây có thể bay được ha. Con người máy này tôi mới học được, không biết nó có bảo vệ được mình không ta. Bây giờ ha, mình bắt đầu ha, mình làm chế tạo ra là máy đá đỏ mèo ơi. Máy đá đỏ. Ừ. Máy đá đỏ là nè mèo để 3 đá ở dưới. 3 đá hả? Mình như máy đá đỏ là mình phải nấu đá bình thường lên. Nè nó đá nè mèo ơi. Nó đá dưới chân là kìa. Phải nấu đi. Rồi mèo làm máy đá đỏ đi mèo ơi. Cái này hình như máy đá đỏ tôi biết làm là 3 đá ở dưới nè, là sau đó 1 cục đỏ trên. Mình có cần đuốc đá đỏ nè. Nó đuốc đi. Nè để tôi đưa cho mèo đuốc đá đỏ nha. Nè nó rồi. Đi chân mèo kè rồi làm lên mèo ơi. Rồi, làm lại cái này ở đây. Bỏ đá đỏ vào đây, 2 cái đuốc redstone ở đây. Rồi sao? Làm nhiều lên. Làm bao nhiêu cái? Làm bao nhiêu cái đó hả? Làm 10 cái mèo ơi. Tôi chờ mèo làm mà tôi làm xong 10 cái luôn rồi nè nó. Rồi được rồi mèo ơi. Rồi ơi, tôi làm xong có 3 cái rồi nè. Nè tôi có 10 cái luôn rồi nè, cho mèo nè, tôi làm lẹ không? Đó. Thì sao bây giờ không làm đi, bắt tôi làm gì vậy? Tại mèo muốn học làm mà, tôi mới chỉ mèo chứ. Đúng. Rồi. Bây giờ ha, mình có cái đó đồ đá đỏ chưa? Bây giờ mình cần á là mình làm khối đá đỏ mèo ơi. Khối đá đỏ. Nãy giờ mình đào được đá đỏ, mình làm khối đá đỏ. Rồi tôi được nguyên khối đá đỏ luôn nè. Làm mấy khối lận chứ mà một khối. Trời ơi, trời quăng nguyên khối đá đỏ là tôi được mất luôn á. Trời nè. Ok. Nè cho mèo nè. Rồi xong rồi, đây. Khối đá đỏ là tôi dư luôn mèo. Đó. Ủa mình làm bộ lạc hả? Đúng rồi, mình làm bộ lạc. Rồi khối đá đỏ rồi làm chưa? Rồi có rồi. Bây giờ bắt đầu
đầu nha. Bây giờ mình có hai kim cương mà quên đó, mình làm cái nút mèo ơi. Làm cái nút bỏ vô cái nút. Làm thận trọng cái nút đi. Rồi 55 cái nút luôn được không? Được. Quá ngon mèo ơi. Rồi bây giờ ha, mình đã đầy đủ dụng cụ rồi đó mèo. Bây giờ mình bỏ một cái thạch anh địa ngục ở trên cùng. Thạch anh địa ngục ở trên cùng. Đúng rồi, mình bỏ khối đá đỏ ở giữa nè. Đây là cái trái tim của người máy đó mèo. Bây giờ mình là lấy hai cái máy redstone, bộ lọc redstone, mình lấy hai bên làm hai cái súng mèo ơi. Đúng rồi. Ôi, nghe mắc cười quá vậy. Bây giờ mình nhét hai kim cương ở dưới, hai kim cương ở dưới hai bên. Đó. Rồi bây giờ mình nhấn cái nút ở dưới nữa mèo ơi. Chết à, bỏ cái nút luôn hả? Đúng rồi. Giỡn cái đó là con đâu, cái đó là cái máy á mèo. Cái máy hả? gọi người máy á mèo. Ủa cái này là một cái máy như vậy là hả được bao nhiêu con hả? Một máy thả được một con một tại máy. Vì cái đó là cái điều khiển không dây mà. Ủa một máy thả được một con luôn hả? Đúng rồi. Lấy ra được chưa? Rồi lấy ra đi mèo. Ê. Ơi lấy nhiều ra lấy. Ủa là nhiều lắm luôn. Rồi tôi đang quá trời luôn nè. Ra được một đống máy luôn hả? Không máy luôn. Bây giờ ra ra thả thử với mèo đi. Ra đây một con này là một cái con gì vậy? Thì từ từ ra đây tôi hướng dẫn mèo chơi nè. Rồi xong chưa? Rồi xong rồi. Chưa? Rồi bây giờ hãy thả một cái con ra thử cái mèo. Ok bây giờ mèo sẽ thả thử con robot mà hút chỉ mèo chế tạo ra nha. Hồi hộp quá không biết con robot này có đẹp không nữa. Mọi người thấy như thế nào nè, nếu như mọi người cho rằng con robot này thả ra sẽ rất là đẹp thì mọi người hãy nhấn like cho mèo nha. Làm gì hút? Tôi đang chờ thử cái dòng điện trên cái này. Đúng rồi. Tôi nhìn hoài cũng hiểu, nếu mà thả ra cái con robot đó là sao. Dòng điện nó chạy kìa mèo thấy không? Thấy nó chạy dọc nè. Đây là dù luôn đẹp lắm mèo ơi. Thả ra cái mặt nó nè, thử thả thử cái mèo. Hả? Tôi thả thử coi. Để tôi chỉ mèo chế tạo mà, mèo cho tôi con đi. Thấy không? Ôi, cái mặt của tôi luôn kìa. Cái đầu wow. Cái mặt đang luôn hết. Vậy vô duyên, cánh tay đang dọn hả? Sao đánh tôi vậy? Con robot nó trời ơi, mắc cười quá, robot. Sao nó biết bảo vệ mình mà. Ôi, nó bảo vệ tôi kìa chưa nó. Hốt hốt chứ nó đừng đánh tôi nữa. Đừng đánh mèo. Vậy tính ra là con robot này khi mà mình thả nó ra là mình đánh người ta nó không làm gì hết. Đúng rồi, phải người ta quánh mình kìa, con robot nó mới tấn công lại. Nó chỉ bảo vệ chủ của nó khi bị kiếm chuyện thôi. Nếu như mà chủ nó tự đi kiếm chuyện với người ta thì tự chịu đúng không? Đúng rồi, phải mà chủ nó kiếm chuyện với người ta mà tao quánh chủ nó kìa là nó sẽ tấn công người ta đó. Hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ thả nó thử coi nó có cái đầu của tôi không ha. Thả thử cái mèo. Đẹp có cái đầu của mèo nè, đẹp quá mèo ơi. Đẹp chưa? Wow. Hiểu rồi, con robot này nó thờ chủ nào nó sẽ mặc, nó sẽ để cái mặt của chủ đó. Đúng rồi, kiểu như nó thờ tôi là nó sẽ có cái mặt của tôi. Ê, hai cái que nó đỏ đó hình như hồi nãy mình để redstone trong đó không ơi. Đúng rồi, nãy là hai cái cục này đó là hai cái cục redstone đó mèo. Cái bánh gì trên đầu nó xay nhìn mắc cười. Cái đó là hai cánh quạt của nó đã nó bay á mèo ơi. Thấy cưng quá nè. Mọi người thấy con robot của mình có đẹp không nè? Mọi người thấy đẹp thì hãy nhấn like cho mèo nha. Chúng ta hãy dùng 5 giây để nhấn like cho chú robot đáng yêu này nào. 5, 4, 3, 2, 1. Nó chở tôi đi dễ gì đâu, nó chịu đâu, nó chịu đâu. Tèo đầu nó hút giờ tôi thả thiệt nhiều hút có sao hút. Thả thêm một con nữa. Mỗi máy thả được có một con à. Bây giờ thử tôi quýnh mèo coi nó bảo vệ mèo không ha. Dĩ nhiên là bảo vệ rồi. Mèo quá mèo. Ha. Tôi giục đồ rồi nó khiêng không? Nó đâu có khiêng đâu. Khiêng về, em đưa tôi cũng cái đó đi, tôi đưa cho người nó coi nó có khiêng về không? Nè, khiêng giùm tao đi. Khiêng về giùm đi. Mèo chỉ có ăn thôi chứ làm gì có khiêng. Khiêng về. Rồi nhưng mà nó bay lên chân mèo kìa, mèo nhìn dưới chân mèo có một con. Ủa sao nó cứ đu đu ngay dưới chân tôi không? Mèo, bây giờ mình thử chế tạo mấy con robot này xong mình ban xuống chỗ Romander ở mèo. Mình chế tạo nhiều, mình ban xuống chỗ Romander ơi. Ê tôi đi cái một mày nó đi theo kìa, đỏ quá. Nó kìa, nó xếp hàng đi theo nè. Trời thông minh quá. Trời nó đi với xếp bạn nè, mỗi lần lại nó đứng dưới chân tôi cái nó bay đi. Nó ngon quá trời người máy luôn nè mèo. Bây giờ nó đi theo mèo nữa nè, nó xếp hàng theo mèo kìa. Trời ơi, trời nó đi không? Nó đi đông đắc lên mây vậy đó hết. Chỉ đầu nó thử rồi, nó wow. Mèo thấy xịn chưa? Đúng rồi, con người máy này tôi chỉ mèo làm mà đúng xịn đúng rồi á, rất là xịn luôn. Bây giờ thì mèo sẽ cùng để thuốc chế tạo ra thiệt là nhiều con người máy robot này luôn. Rồi sau đó mèo sẽ đem xuống dưới chỗ của con rồng Ender. Chúng ta sẽ thử nghiệm nó xem là con người máy của mèo nó có mạnh hơn con rồng Ender không nha. Mèo trước khi sử dụng thử nghiệm với rồng Ender, mèo thử nghiệm với mấy con này các mèo. Tôi có cái con này ghê lắm nè mèo ơi. Ê, mấy con mà skeleton nó hút, skeleton á. Không, skeleton là bình thường. Trời ơi, tụi heo nó đánh tôi rồi. Ai nhiều, nhiều quá, nhiều quá. Rồi đây. Nó tự động đánh luôn kìa. Tụi heo chưa làm gì tôi luôn á. Ê, đây là nó biết là người nào là người xấu, nó đánh người đó luôn mèo, bắn luôn kìa. Bắn đó. Ôi, rồi, xong chưa?
không rồi. Mình phải chế nhiều nhiều lắm mẹ ơi, tôi nghĩ là phải chế thì ít quá nó không có lại. Đúng rồi, rồi. Ít quá không có lại mấy con này đâu. Giờ nó quýnh tôi nè, hối tôi trật trật trật. Không, quýnh nó, quýnh nó đi, quýnh nó đi. Rồi xong rồi đó. Rồi banh hết người máy của mèo luôn rồi. Banh hết đám người máy tôi luôn á. Vậy tính ra con người máy này á nó rất là thông minh này, nó có thể bảo vệ mình nhưng mà máu của nó chắc ít lắm á cho nên nó dễ chết. Nên mình phải chế tạo thiệt là nhiều luôn mẹ ơi. Bây giờ mình phải chế tạo thiệt là nhiều luôn. Rồi rồi mẹ sẽ chế tạo thiệt là nhiều, sau đó chúng ta xuống chỗ con rồng Ender nha. Bạn nào đồng ý thì nhấn số 1 nè. Bây giờ thì bắt đầu 5 giây để chúng ta nhấn nào. 5 4 3 2 1 0. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ xuống chỗ con rồng Ender mẹ ơi. Đi chế tạo thêm mới được. Ra đây chế tạo thêm rồi mình xuống chỗ con rồng Ender đi nè. Này cho mèo này nó thêm chế tạo thêm mẹ ơi. Ok, mẹ đã xuống tới chỗ con rồng Ender rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mèo sẽ không chế tạo nhiều để mất công nữa. Chúng ta sẽ thả như thế này ra. Đó. Thì sẽ nhanh hơn nè. Đó hút. Ê hút. Giờ mình tạo hai đội quân đi, một đội quân của tôi, một đội quân của ông. Ok. Mỗi xếp một hàng dài với nhau luôn nè. Đó đúng rồi, đi theo. Nè, chúng ta sẽ làm nên lịch sử tiếp tục. Ý như con mèo bắn pháo bông của mình hồi đợt rồi đó đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng. Ê đúng rồi, con của tôi quá trời kìa. Ôi con của tôi quýnh nó kìa. Đâu, con đồng đánh nó. Trời ơi, con đồng đánh nó bắn con đồng. Con đồng đánh nó kìa mèo ơi. Mấy con này nó bay, nó bắn con đồng kìa. Đúng rồi. Đấy, giống cuộc chiến gì ta? Thôi, này giống cuộc chiến với cái gì sao quá mẹ ơi. Cuộc chiến với cái gì sao cái gì á. Coi này, cái con của tôi nó bay theo nè nó. Mày coi này nó. Nó bay với mấy con rôm nữa kìa. Nó bay, ok, để tôi thả thêm nha, cái quân của tôi đông hơn. Ủa sao nó đi theo mình không hả ta? Nè, cái gì? Nó bắn con rồng nó đi theo mình không hả? Từ từ, để con rồng nó bắn nó kìa. Ờ đúng rồi kìa, nó, rồi xong. Rồi, nó cớ nó bắn con rồng này nó. Rồi xong. Đánh con rồng kìa. Không không mẹ ơi, hình như tụi này nó bắn con rồng, rồng không mất máu mẹ ơi. Vậy hả? Ừ, nó bắn rồng, rồng không mất máu. Mất máu, nhưng mà mất ít lắm. Nè, tôi thử thả thêm nữa nè mẹ ơi. Thả thêm ra đi. Trời, quá đông luôn rồi mẹ ơi. Mình phải thả nhiều nhiều lên. Kìa. Ui, mà nó bắn đẹp thiệt. Wow, nó bắn thả nó hết. Ok, tôi đang nè, tôi đang thả mấy con rôm ra nè nó. Trời ơi, nhưng mà không được nè. Rồi, mình cạc một cái là nó chết rồi, mấy con rồng á. Rồng nó cào một cái là chết hết rôm luôn hả? Rồng nó cào một cái là chết hết rôm rồi. Là mấy con rồng này nó mạnh dữ ta, tính ra con rồng này mạnh lắm đó mày ơi. Không, tính ra con rồng này mạnh hơn mấy con rôm. Đúng rồi, tại hình như là đúng con rồng nó miệng miệng nhẹm với bắn mà. Ờ, nó miệng nhẹm với bắn là bắn được thì quá. Ờ, chứ nó cào kìa, ủa nó bắn kìa. Hết một cái mạnh chặt luôn mấy con rôm ra luôn á. Không, nhưng mấy con rôm này được cái bảo vệ mẹ ơi, nó chỉ được ok thôi. Ok thôi chứ nó bị nhiễm chứ bắn rồi, bắn không ăn thua diện rồng hết trơn á. Ừ, bắn không ăn thua diện rồng á mẹ ơi. Wow. Bắn tại vì biết sao, bắn mũi tên á thì còn trúng được chứ bắn laser sao trúng được rồi. Bắn laser nó không ăn trơn à. Rồi mẹ có thử mấy con rôm mà miễn xong nó bay đẹp đẹp là được mẹ ơi, rồi nó bay bắn. Nó bay vòng vòng rồng được nè, chuẩn bị. Thấy là nó bắn chép chép. Rồng bắn nè, rồng bắn nè. Đó, thấy chưa? Lại tôi giúp mấy con rôm mày. Mấy con rôm nó bu rồi kìa. Đó, tôi đi cho mấy con rôm, tôi nó bay theo nó. Rồi, mấy con rôm ăn sao chỉ biết bay không biết bắn vậy hả? Bắn sao không bắn nè, nó bắn con rồng quá trời, bắn tôi thấy chưa? Nó tiền khô, ổng ơi, nó bay nó vui vậy thôi. Đâu, nó bắn con rồng chứ mày nhìn lại coi nè, nó bắn nó đó, nó bắn nó đó. Mày phải bay theo tụi nó kìa, mày mới thấy tụi nó bắn. Vậy hả? Ừ, bay theo tụi nó đó, bay theo tụi nó. Tôi vô giữa đám rôm luôn rồi. Nè, đám rôm luôn. Ôi trời, cái tẩy nó chết quá trời luôn mày ơi. Thả thêm mới được. Ngừng chiến mày ơi. Ngừng chiến thả thêm mới được. Rôm nó yếu quá à, nó không chơi lại con rồng Ender. Nhưng mà mỗi cái là nó ok thôi à. Ừ, được cái đó ok. Cái này mình đem xuống dưới địa ngục là thề luôn, an toàn cực kỳ luôn mày. Đi đâu mình cũng an toàn luôn, chứ khỏi nói tới địa ngục. Chỉ có trừ với con rồng Ender hơi bị cực thôi. Hả? Hơi bị cực thì không sao hết trơn á. Thử cái mèo. Bây giờ thử coi mình có mấy con Enderman lên đó mèo. Nè, hả? Có mấy con Enderman nè, thử tôi chọc cho mấy Enderman nó quýnh tôi thử coi. Cho mấy con Enderman thử coi sao. Đó, đây là quá trời Enderman nè. Nè, Enderman nó quýnh tôi nè. Thử Enderman cho nè, Enderman đâu quýnh được tôi đâu hết. Đúng rồi. Quay trời con rồng đó thôi, mấy con Enderman nó chơi chết hết luôn á. Enderman nó sợ tôi luôn không? Đó. Rồi, con rồng nó làm gì vậy? Sợ tôi luôn không? Đó. Rồi, con rồng nó làm gì vậy? Nó tạt một phát, nó mấy con rồng rồng không, nó chặt lên mặt sổ luôn á. Rồi, mấy con Enderman với con rồng này nó thiệt là bá đạo mày ơi. Tôi chọc Enderman thử cho mày coi nè nha. Bay lên. Nè, mày coi nè. Đó. Ôi trời ơi. Nó chở tôi văng lên trời luôn. Con rồng nó không ư mấy con mày. Ôi trời. Nó chở một phát bay lên trời luôn mày ơi. Thôi giờ hổng chiến rồi, giữa người vũ trụ gì giữa mấy con Enderman, người rồng Ender và mấy con Đúng rồi, hổng chiến rồi. Trời ơi. Như là cuộc chiến cái gì sao luôn mày ơi, mày coi nó bắt chém 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 luôn kìa. 2000 years later. Cái quân của mèo đông của tôi luôn nè. Ừ thì dĩ nhiên rồi, nãy giờ tôi đi tôi thả ra mà nè, tôi đông thả vậy trời. Thả đi đông như là kiến luôn mèo mày bay rồi. Quá à, tôi đông như vậy mà không để nó đánh không được con rồng hay sao? Không được, đánh không được con rồng luôn á. Nè đó, mèo nhìn đi. Tức thiệt quân mình đông. Ôi trời ơi, đông dữ vậy. Ôi trời ơi. Wow, đông quá hết. Được rồi, tôi đánh con rồng đánh á. Đánh á. Nó quạt một cái là chết. Một cái một chết cả phần nửa đội lính của tôi luôn á. Trời nguy hiểm quá mèo ơi. Thôi này chắc không nổi với con rồng nữa. Chắc không bắn nổi mà con rồng nó càng lính của mình chết quá. Trời ơi,
trời ơi. Mày nhìn dưới kìa, sắt không kìa mèo ơi, sắt với lại đá đỏ của mình rớt xuống tè le. Sắt đá đỏ cái đó nó chết đó hả? Ừ đó, nó chết rớt xuống tè le luôn đó. Bây giờ mình cũng chà nó được nửa ống máu chứ bộ. Ừ. Trời ơi, mình quạt nó, trời ơi nó quạt một phát cả trời banh luôn mèo. Nè nè, tính tôi chết hết luôn á. Nè, có đứa bu nó quạt nè, có đứa bu nó quạt cái đó nè. Con rồng này đúng là bá đạo quá mèo ơi. Ôi nó canh tôi nó chàng. Ôi mày 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 vô đây tôi chà đít mày luôn. Lại mày đứng lại mày đứng lại. Tao đập đít mày. Mấy con rồng không làm được gì đó hết á. Đúng rồi, đánh nó hết, đánh nó. Nè nè, đập nó cũng mấy con rồng. Nó trời ơi, nó bắn nó. Ôi. Bắn nó đi. Ủa các bạn thấy mấy con rơm này nó giữ không? Nó được cái đông thôi nhưng mà nó bắn đông quá. Không, nó có thể cân tất cả mọi lồng vật nhưng mà ngoại trừ con rồng Ender nó không cân nổi. Đúng rồi, chắc tôi nghĩ là ngoại trừ con rồng Ender nó không cân nổi thôi mèo ơi. Nó phải cân tất cả các loài nào trên đời nào ngoại trừ con rồng Ender hết thôi. Nè coi nè, con Ender. Ai tắt đèn vậy? Ai tắt đèn tới thui được hết thôi. Nè mèo coi con rồng Ender, con Enderman nó quánh còn được tôi nữa mà mèo thấy không? Thì đó. Con Enderman nó quánh không được tôi luôn á, mà có mấy con này nó ráng nó quánh xuống nè. Trời, nó chạy dưới chân kìa, đứng nè. Tôi đứng xuống á, nó u từ như kiến nè. Nó bắn con Enderman này nó thấy không? Thì đúng rồi. Bắn kìa tổ. Bây giờ nó bắn nhiều Enderman lắm luôn rồi đó. Hàng nhiều miếng khu này mày thấy không? Mấy Enderman nó dám lên luôn á. Con nào dám lại gần đâu. Nó bay vòng vòng tôi kìa. Thôi ok được rồi, mấy con rơm của mèo đến đây là kết thúc rồi. Và nếu như mọi người thích clip này thì mọi người đừng quên nhấn like và sub cho mèo với cả team của mèo nha. Hôm nào mà thấy mấy con rơm của mèo lợi hại thì hả like cho mèo nè. Nó giống ông là rơm mèo ơi, đứng nó cái e quá trời luôn. Mà nó bắn nó kêu piu đây mắc cười ha. Ừ, đứng nó quá đông rồi, nó thấy không? Đông thiệt đông đúng không? Thôi được rồi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.